Dạ vâng, ngay sau khi mà luật sư Duyên vừa mới đưa ra cái ý kiến là chính Tổng thống Donald Trump là người nên sử dụng cái máy nói dối trước, thì Lê Ngọc thấy có một số vị thính giả ở những cái area code hoàn toàn khác nhau đều đồng ý với lại luật sư Duyên. Nói chính Tổng thống Donald Trump là người nên sử dụng cái máy đó trước để chứng minh cho người dân Mỹ. Đó là cái điều mà Lê Ngọc đưa cái bản tin mà hiện nay là Tổng thống Donald Trump ông đang bị tố về cái vấn đề là có nhiều lần ông muốn đưa ra cái vấn đề này, thưa quý vị. Thưa luật sư Duyên có nói là hiện nay nhiều nghị sĩ bên đảng Cộng Hòa họ đang phân vân giữa hai con đường, lên tiếng ủng hộ Tổng thống Donald Trump hay là im lặng, cái sự im lặng nhiều hơn để bảo toàn cái sự nghiệp chính trị. Vì chúng ta thấy là những cái diễn biến quá nhanh chóng trong cái cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump chắc chắn là đang gây ra một cái cơn hỗn loạn cho chính nội bộ của đảng Cộng Hòa. Mà chúng ta lại thắc mắc là nghĩ là tại sao chính những vị thượng nghị sĩ này họ lại hoàn toàn họ im tiếng, chỉ có 3 hoặc là 4 bên phía bên đảng Cộng Hòa mà họ lên tiếng, họ chỉ trích Tổng thống Donald Trump mà thôi. Riêng Lê Ngọc có thấy có một bản tin từ tờ Washington Post thì họ lại cho thấy là sau khi họ phỏng vấn 21 nghị sĩ, cố vấn và phụ tá bên phía đảng Cộng Hòa, thì Washington Post đưa ra một cái bản tin là họ nhận thấy một bầu không khí lo âu đang bao trùm bên phía đảng Cộng Hòa. Vì hiện nay trên khắp nước Mỹ, hầu hết những nghị sĩ bên đảng Cộng Hòa họ phản hồi những cái câu hỏi mà liên quan đến những hành động của Tổng thống Donald Trump bằng sự im lặng, hoặc là họ nhún vai, hay họ có những cái câu trả lời biện hộ rất là hời hợt. Thì thưa luật sư Duyên, trong cái bài này họ nói rằng họ rất là ngại ngùng vì họ không biết những cái lời, những cái phát ngôn của họ đưa ra có thể mâu thuẫn với những phát hiện mới mà mỗi ngày chúng ta đều nghe được, thưa quý vị, những cái phát hiện mới mà từ cuộc điều tra của Hạ viện có thể đưa ra trong tương lai. Thì luật sư Duy nghĩ thật sự những nghị sĩ của đảng Cộng Hòa tới lúc nào thì họ mới có một cái câu trả lời thẳng thừng, vì ngay cả ở ngay tại một số tiểu bang của bên đảng Cộng Hòa thì có một số cử tri, đặc biệt là cử tri của Iowa, họ cũng đặt ra câu hỏi là thật sự khi nào những ông, những bà nghị sĩ mới đứng lên và nói đủ rồi, tôi sẽ không ủng hộ bất cứ điều gì trong những hành động sai trái của Tổng thống Donald Trump nữa, thưa luật sư. Và nó nói lên một cái hiện tượng rất là kỳ lạ. Chúng ta nên nhớ là như vậy nè. Là thí dụ như cái quốc hội của những nước như là Trung Quốc hay là Việt Nam hay là Cuba rồi chẳng hạn, những cái quốc hội mà gọi là hình nộm đó, thì họ là do đảng đưa ra mà, cho nên họ là những cái con bù nhìn thì thôi mình không nói. Đằng này tất cả những cái người này mà khi đi ra tranh cử lúc trước đó thì họ cũng phải họ cũng tranh cử, họ đâu phải là họ nhờ Donald Trump đâu, họ đắc cử còn trước khi có Donald Trump nữa mà. Họ phải tranh cử rồi họ phải vận động, họ phải làm đủ thứ hết đó. Nhưng mà tới một cái lúc nào đó thì những cái hèn của con người nó hiện ra. Cho nên tôi phân tích cái sự suy nghĩ của một cái lũ hèn ngay bây giờ nè. Bây giờ yes, nếu mà giả sử mình nói là nếu mà cái đảng của mình biết mà cái lịch sử bầu cử của Mỹ là một cái lịch sử lâu dài, thí dụ mình thua cái lần này thì thôi là thà là mình thua quách đó đi, mình dẹp Donald Trump đi, mình chịu thua đi, dân chủ họ lên. Nhưng mà sau khi dân chủ họ lên đó mà cái đảng Cộng Hòa lấy lại được niềm tin của dân chúng đó, thì mình là ngưỡng cửa khác, mình lại sẽ có một cái người tổng thống Cộng Hòa. Tôi không hiểu vì sao mà họ sợ. Mà cái sợ nó kinh hoàng. Quý tín giả nhớ là trong những cái lần bầu cử đó, yes, mình biết là người ta cũng chỉ trích nhau, chỉ trích qua lại, mà chưa có một cái lần bầu cử nào mà chỉ trích mà nó đê tiện, nó ti tiện như là cái lần mà mười mấy ông ra ứng cử mà đối đầu với Donald Trump đó. Donald Trump chửi từng cá nhân một, rồi chửi cả cha mình, chửi cả vợ mình. Có nhiều ông mỗi lần lúc đó là nghiến răng nghiến lợi nói là
đụng tới gia đình tôi thì tôi sẽ phản ứng thế này thế nọ. Tới chừng sau đó rồi mình nhìn lại từ Marco Rubio là một cái tay cũng chửi rất nặng, rồi Lindsey Graham, rồi Ted Cruz. Bây giờ mình nhìn ra toàn là một cái lũ mà gọi là dòi bọ với lại bò sát không à. Tôi mới lấy rất là làm ngạc nhiên. Tại sao mà những cái thành ra tới chừng mà tôi nhớ lại như vậy đó, thì tôi mới nói là cái này mình chia sẻ với quý thính giả để mà mình hiểu thêm một chút xíu về cái tâm lý, cái đầu óc của con người, để mình hiểu thêm. Mà mình nói là như vậy thì mình nhìn qua Việt Nam cái hồi mà ngày 30 tháng 4 năm 1975 đó, tự nhiên tôi nhìn quanh những cái người mà gọi là trí thức, thực sự đối với tôi đó cũng chỉ là khoa bảng thôi, có bảng bằng thôi chứ trí thức mẹ gì cái chuyện đó. Tôi nhìn thấy không ai buộc mình hết á. Yes, họ bắt mình đi học thì mình cứ đi học. Tới chừng họ biểu tổng kết thì có những cái người mà mình nhìn rất là rõ là những người đó xứng đáng cái chữ trí thức đó. Tức là người ta chỉ nói rằng là ok, biểu người ta tổng kết thì người ta cũng tổng kết là Karl Marx nói như vậy, Lenin nói như vậy, rồi cái thắng lợi của miền Bắc với miền Nam họ chỉ nói vậy thôi. Có những người họ đi xa hơn nữa. Tôi, vợ con tôi đó là phải nhờ giải phóng thì vợ tôi mới có bầu được mà. Tôi khi mà tôi nghe cái câu đó tôi thật sự là tôi muốn buồn mửa ngay tại cái phòng họp đó. Rồi nói rằng là cái phim của Việt Nam lúc đó đó, phụ đề chữ Việt Nam thành ra không có ai đọc được hết, đúng là cái bọn Mỹ ngụy nó tàn ác này kia, nó làm phim mình không cho dân coi này nọ đó. Tất cả những cái mà ghê tởm như vậy đó, tới chừng mà tôi nhìn lại ngay bây giờ, một cái đất nước mà gọi là văn minh hàng đầu của thế giới tự do, lãnh đạo một ông tổng thống lãnh đạo thế giới tự do, mà cả một cái lũ đó, thứ nhất thượng đẳng đó là đốn mạc và ngu đần và vô đạo đức, mà bất cố nhân tình, bất cố liêm sĩ đủ thứ đó. Đó là cái người ở trên. Còn chung quanh đó thì những cái người mà xứng đáng người thì người ta đồng ý hay không đồng ý, người ta cũng im lặng, người ta phục vụ tổ quốc, cuối cùng người ta im lặng, người ta ra đi. Thì trong đó có McMaster, có James Mattis, đủ thứ hết. Rồi cũng lại có một cái lũ như thế này, cái lũ mà bây giờ bất kỳ một cái điều gì Donald Trump nói ra thì cái lũ đó nó vẫn tìm cách để mà nó biện hộ, nó làm đủ thứ hết đó. Thì tại làm sao mà có những cái hiện tượng đó? Thì cái hiện tượng đó nó cho mình ta thấy là cái loài người đó, khi mà những cái giá trị căn bản về cái nhân cách, cái đạo đức mà không còn đó, họ dòi bọ hơn cả cái loài dòi bọ nữa. Nên là tôi nói những điều này tôi phải xin lỗi cái loài dòi bọ mà. Cho nên yes, nó tệ đến mức độ đó. Vậy thì những cái người mà ngay bây giờ mà ủng hộ Donald Trump theo cái kiểu mà đố mạc tới như vậy đó, thứ nhất họ chỉ lo cho cái ghế của họ thôi. Họ chỉ thấy cái tương lai của cái đảng Cộng Hòa trước mắt thôi. Nhưng mà vô hình chung khi mà họ làm những cái điều mà đốn mạc như vậy đó, thì cái đảng Cộng Hòa sẽ mất niềm tin của dân chúng trong một thời gian rất là lâu dài. Cho nên cái việc để mà vực lại những cái uy tín cũ của đảng, tôi vẫn mỗi một lần mà tôi đọc về cái ông tướng Eisenhower của cái đảng Cộng Hòa, hay là tôi đọc về cái ông Abraham Lincoln, những cái điều mà mấy ông nói, những cái điều mà mấy ông làm đó, tôi nói là những cái người muôn năm cũ đó hồn ở đâu bây giờ, mà tại sao bây giờ có những cái hồn ma bóng quế mà nó trỗi lên, mà nó làm những cái chuyện mà ma quỷ như thế này, nghĩa là kinh hoàng đến mức độ đó. Thì để trả lời, yes, nó sẽ có những cái, nhờ những cái hạng người mà nó như thế này đó, lịch sử loài người mới có những cái giai đoạn nó kinh hoàng, như là cái giai đoạn của Hitler, giai đoạn của Lenin này nọ, giai đoạn của Hồ Chí Minh đó, những cái giai đoạn mà lịch sử giết người kinh hoàng đó, cũng chỉ vì là chung quanh một cái thằng đốn mạc có một cái lũ khác nó hèn, chỉ có như thế thôi. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, dù luật sư Duyên nói như vậy, nhưng mà bên cạnh đó, thưa với lại luật sư Duyên và quý vị,
vẫn có một cái số thành viên bên đảng Cộng Hòa họ vẫn phát đi cái tiếng nói ủng hộ một cách rất là mạnh mẽ Tổng thống Donald Trump, khi mà chúng ta nói đến, chúng ta nhìn ở cả hai góc độ, hai khía cạnh của cả Cộng Hòa và Dân Chủ, thì họ vẫn khẳng định, họ lên tiếng rất là mạnh mẽ là Tổng thống Donald Trump không làm gì sai trái. Và họ còn nói là những người mà làm như là Tổng thống có tội rồi sẽ phải hối hận khi mà Tổng thống Trump được chứng minh là vô tội. Chúng ta đều thấy được cái sự chia rẽ rất là mạnh mẽ ở cả hai bên phía và ngay cả ở cử tri của Mỹ nữa. Chỉ có một điều là Lê Ngọc còn nhớ là khi mà Lê Ngọc theo dõi Fox News, thì Tucker Carlson, thì quý vị cũng biết ông là bình luận viên của Fox News, là người mà thường xuyên ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Thì tuần trước đây ông Carlson có một bài viết mà đăng trên trang Daily Caller, thì ông cho rằng là việc Tổng thống Donald Trump mà yêu cầu một lãnh đạo nước ngoài điều tra đối thủ của ông không phải là một cái hành động đúng đắn, không phải là nên làm. Nhưng Tucker Carlson lại cho rằng nó không nghiêm trọng tới mức mà khiến cho Tổng thống Donald Trump có thể bị luận tội. Và riêng khi mà nói đến đảng Cộng Hòa thì những vị thượng nghị sĩ lão luyện của bên đảng Cộng Hòa thì họ lại lên tiếng, họ cho rằng là họ đang chờ đợi, họ đang dựa vào những cái tín hiệu từ lãnh đạo của phe đa số thượng viện, đó là Mitch McConnell, để mà có thể xác định được cái phương hướng hành động chính của bên đảng Cộng Hòa. Thì quý vị cũng thấy là trong một cái đoạn quảng cáo vận động tranh cử vừa mới được phát hành hồi cuối tuần này, nếu mà quý vị để ý, quý vị theo dõi, theo Mitch McConnell, ông vẫn kiên quyết đứng lên ủng hộ bên phía Tổng thống Donald Trump, và ông còn tuyên bố rằng là cái quá trình luận tội cũng sẽ chấm dứt ở Thượng viện với ông là lãnh đạo của bên phe đa số. Thì thưa luật sư Duyên, qua những ngày vừa mới qua, từ khi mà chúng ta biết được bên phía Hạ viện Dân Chủ chính thức khởi sự luận tội Tổng thống Donald Trump đi, thì chúng ta biết là cái hy vọng để mà lên tới Thượng viện để mà được chuẩn thuận một cái điều nó cũng rất là khó khăn. Như vậy thì luật sư Duyên nghĩ là thật sự cái cơn bão mà để luận tội Tổng thống Donald Trump nó sẽ kết thúc như thế nào với cái nền chính trị của nước Mỹ, thưa luật sư Duyên? Thứ nhất là khi lên tới Thượng viện, cái đó mình đã nói rồi, mình nói đi nói lại rồi, chắc chắn là Donald Trump cũng không, mình không có đủ cái 2/3 số phiếu, có nghĩa là 67 phiếu đó, để mà tống Donald Trump ra khỏi cái tòa Bạch Ốc. Cho nên cái việc mà để cho Donald Trump chấm dứt cái nhiệm vụ của mình đó, thì chỉ có trông cậy vào cái cuộc bầu phiếu năm 2020 thôi. Nhưng mà hồi nãy qua lúc mà Lê Ngọc đang trình bày về cái suy nghĩ của một vài cái người mà nghị sĩ Cộng Hòa đó, cho tới giờ phút này họ nói là ngay cả Trump làm bậy đi nữa, cái làm bậy đó nó không có quan trọng, là bởi vì thế này đó. Bây giờ mình nhìn lại cái lịch sử của nhân loại một chút xíu. Bây giờ sau khi cái cuộc thế chiến thứ hai nó bùng lên, rồi bao nhiêu người giết, rồi bao nhiêu người bị giam cầm, bị bắn chết á, mình mới nói là tại làm sao một cái con người như Hitler vào lúc đó mà lại được người ta tôn sùng lên. Chúng ta nên nhớ là Hitler không có thắng cử, Hitler là được cái quốc hội của sau khi thua cử rồi, mà cái quốc hội của Đức lúc đó cũng dồn phiếu để cho Hitler lên làm chancellor. Và từ lúc mà lên cầm quyền đó thì Hitler bắt đầu ra lệnh là mới cài người tướng tá của mình, rồi ra lệnh đốt sách, rồi ra lệnh nghĩa là cho cái đội thiếu niên của Đức mà nó tràn lên, nó làm những cái chuyện mà gọi là kinh hoàng đủ thứ hết đó. Thì mình mới hiểu rằng là vì sao mà Hitler lên như vậy, chỉ vì có một cái chuyện duy nhất thôi, là Hitler và những cái bộ sậu chung quanh Hitler đó là những cái người cuồng điên. Họ tin là chỉ có cái người mà Aryan, cái người Nhật Nhĩ Mãn, cái người da trắng mà gốc đó là thượng đẳng thôi. Nghĩa là loài người sinh ra mà có loài người, có súc vật, còn trong loài người thì chỉ có cái đám đó là thượng đẳng, còn da vàng, da đen đó toàn là mang mọi, nghĩa là phải phục vụ cho họ thôi. Nó cũng giống như là mình nói là súc vật bây giờ là phải phục vụ cho cái sự hưởng thụ của loài người vậy thôi. Và người ta tin điều đó,
Và chính vì người ta tin điều đó, trong đó người ta nện, người ta nói là Do Thái là cái nhóm người đầu tiên phải bị tiêu diệt, thì tiêu diệt Do Thái thôi. Khi mà mình coi lại cái thước phim mà Hitler đứng trên bục mà nói rằng là bây giờ phải xài cái giải pháp sau cùng nữa, cái biện pháp sau cùng đó, thì cái biện pháp sau cùng đó là cái biện pháp lùa người Do Thái vào trại tập trung đó. Thì mình thấy như vậy. Bây giờ mình qua bên Việt Nam đi, tự nhiên một cái đất nước nó đang an bình, mình đâu có cái gì đâu, mình đâu có cái người mà giàu sụ hiểu. Yes, trong xã hội Việt Nam có người giàu và có người nghèo, nhưng mà ngay cả những mấy ông phú hộ hồi xưa cũng không có đáng mà gọi là cái giai cấp địa chủ để mà giết đó. Nhưng mà khi mà Hồ Chí Minh gieo được vô trong đầu của người dân rằng là có địa chủ, có và chỉ có cái chủ nghĩa cộng sản mới đưa chúng ta tới thiên đàng đó, thì là người ta gõ, nghĩa là thanh niên đi ra đường, nghĩa là khua chiên giống trống rồi tràn vô nhà mọi người ăn cướp giết người rồi đấu tố này nọ đó, giết hàng trăm ngàn người trong cái cuộc cải cách ruộng đất. Rồi mình nhìn qua bên Pol Pot cũng y hệt như vậy. Thì bây giờ mình mới nhìn lại Mỹ là như thế nào. Chúng ta nên nhớ là khi mà cái câu mà Make America Great Again, lúc mà mình mới nghe đó, mình nói ủa, mình sống ở Mỹ cũng mấy chục năm rồi mà nước Mỹ có bao giờ mà không có great đâu. Nước Mỹ bao giờ cũng dẫn đầu thế giới mà. Yes, cái hồi Tổng thống Bush thì cái kinh tế nó có bị suy trầm, nhưng mà sau đó 8 năm liền dưới thời Tổng thống Obama, kinh tế vọt lên trở lại. Có cái bao giờ mà nước Mỹ không có great đâu. Mà Donald Trump mới vừa nói là Make America Great Again đó, thì tự nhiên người ta tin. Bây giờ mình mới hiểu là cái Make America Great Again đó là cái nước Mỹ thời nào. Cái nước Mỹ thời năm 1950 và trước đó đó có nghĩa là gì? Đi ra đường đó, đương nhiên cái nước Mỹ này là cái nước Mỹ của người Mỹ trắng. Nhìn lại cái đội bóng, những cái đội mà thể thao đó, là từ chơi bóng rổ, bóng cái gì football gì đó, đa số đó là cái số người da trắng. Còn đi vào trường đại học, đa số là da trắng. Ngồi trên xe bus đó, là da đen phải lùi lại phía sau, phải nhường chỗ cho những người da trắng. Đó là những cái mà chúng ta thấy là cái great của America đó, là cái thời mà Donald Trump lớn lên đó, nhà giàu, là muốn làm gì thì làm, đi học là có xe đưa xe đón. Còn nếu tới chừng mà đi lính đó thì ai đi thì đi, cái thời đó họ nhìn xung quanh đó là cái vĩ đại của nước Mỹ đó, là họ được hưởng tất cả những cái ưu đãi đó. Những sắc dân khác chỉ là những cái sắc dân nghĩa là hạng hai thôi. Bây giờ mình mới hiểu. Mà thành ra khi mà Donald Trump đứng lên, mà Donald Trump nói những cái câu mà mình nghe mình chói tai giật mình liền đó, nói rằng là những cái người mà di dân bất hợp pháp đó là những cái người mà họ hiếp dâm, họ giết người, mà nói không có bằng cớ gì hết, đó là tại vì cái thống kê đó nó không phải là như vậy. Nhưng mà khi Trump nói, nó lọt vô cái lỗ tai của cái đám da trắng cực đoan đó, thì cái đám đó nó tin kinh hoàng lắm. Và do chính vì cái hiện tượng đó mà chia rẽ cái quốc gia. Mà khi mà đã chia rẽ rồi đó, thì cái thế lực của ngoại bang, chẳng hạn trong đó là nước Nga đó, họ tấn công, họ dùng những cái da trắng, da đen, rồi dân đàn ông, đàn bà, phụ nữ là phải là thứ yếu, chỉ có đàn ông và da trắng mới là số một ở nước Mỹ thôi. Nước Mỹ great là nhờ cái chuyện đó. Rồi bên cạnh cái đám đó đó là có những cái thằng như là thằng Steve Bannon đó. Ngay bây giờ, ngay lúc anh em chúng ta đang nói chuyện, Steve Bannon cũng đi vòng đi âm thầm vận động cho những cái chuyện lố bịch như vậy. Thì đối với những cái đám đó đó, đối với những cái gia đình của cái bà Betsy DeVos hay là cái ông Russ Wilbur đó, ông Russ Wilbur đó, thì tất cả những cái tay đó họ nói rằng là cái nước Mỹ này nè phải trở lại cái thời mà cái gì cũng là da trắng hết. Ngay cả cái ông mà ông Clint Eastwood, cái tay mà đóng phim cao bồi đó, ông cũng nói là nước Mỹ là phải là nước Mỹ đó, không có xin lỗi ai hết trơn đó. Chúng ta nhìn lại như vậy, chúng ta mới hiểu được rằng là Make America Great Again có nghĩa là làm ơn trở lại giùm tôi cái nước Mỹ thời mà mình dị người da trắng họ ngự trị, họ muốn làm gì làm, họ muốn xử ai, lôi ai ra đường, họ treo cổ là họ treo cổ đó, mà không có bị truy tố gì hết đó. Thì đối với họ là Make America Great Again,
mình càng hiểu ra, mình mới nói rằng là tại sao có những cái vấn đề mà bây giờ đó, Trump có làm cái gì đi nữa thì Trump cũng không có nghiêm trọng hết đó. Trump có gọi là bán nước này cho Nga, nó cái tội nó cũng không nghiêm trọng nữa, là tại vì Trump đang make America great again. Đó là mình càng hiểu thì mình càng thấy rõ cái đó. Miễn là Trump đem lại cái quyền lợi cho da trắng và đàn ông ở Mỹ này thì là mọi chuyện Trump làm, bán nước cho Mỹ, kinh tế có lên có xuống, có trồi sụp, có đưa nhân loại này vào chiến tranh, cái điều đó là cái điều ok. Cho nên sở dĩ mà tôi lên tiếng mà càng ngày mà càng mạnh đó, là chỉ vì tôi nhìn thấy cái điều đó ngay từ những cái ngày tháng năm, những cái năm tháng đầu tiên mà Make America Great Again, tôi đã thấy rồi. Và cái vấn đề là như thế này, là cái mà mình không hiểu đó là cái đám cuồng Trump mà Việt Nam đó, nó mới buồn cười. Cho tới giờ phút này mà có những cái người mà vẫn lên viết những cái bài mà tôi biết là người mình đọc xong là mình ói rồi, mình click off rồi, nói rằng là tổng thống là một cái người tiết kiệm công quỹ cho quốc gia, tổng thống hà tiện lắm này nọ kia. Cái chuyện mà tổng thống đi đánh góp, tổng thống là lấy tiền của thiên hạ đó, người ta không cần biết, người ta chỉ nói là tổng thống là nhân trí dũng, là rất là tiết kiệm ngân quỹ, mặc dù là một người tỷ phú mà xài rất là thần tiện này nói cái kia. Tôi nói yeah, nếu mà giả sử từ một người Mỹ trắng thì tôi hiểu, còn từ mấy cái ông cuồng Trump Việt Nam này, tôi nói ủa tại sao mà có cái suy nghĩ nó ngộ như vậy. Thì thôi, đó cũng là một cái hiện tượng nhìn để mà biết con người, là tại vì chính mấy cái người đó là mấy người mà đi ra đó rồi cái cũng làm những cái chuyện mà dốc bê bối rồi đứng ra đó, thì cái ống kính có một ống kính và một người thôi, mà nói chúng tôi đông lắm á, chúng tôi có cả một cái xe bus á, và chúng tôi sick and tired. Yes, nếu mà mấy người không bệnh, không có mệt thì tôi mới lấy làm lạ, chứ còn mấy người mà bệnh mà mệt với những cái nhân cách như mấy cái người như vậy thì đúng là một lũ cuồng mà không đòi làm cuồng lũ đó, bệnh và mệt là phải rồi. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, như vậy thì luật sư Duyên, anh ghi nhận như thế nào về những cái con số trong những cái cuộc thăm dò ở cái thời điểm hiện tại đi? Vì chúng ta biết là hàng ngày, phải nói hàng tuần đều có một cái sự thay đổi. Thì kết quả của những cái cuộc thăm dò cho thấy là cái số nó như thế nào trong cái vấn đề là hỗ trợ cái vấn đề cuộc điều tra luận tội hay là chống lại cái cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump, thưa luật sư Duyên? Thứ nhất về cái vấn đề điều tra đó, nếu mà quý thính giả chỉ cần Google cái tin của ngày hôm qua đó, thì mình cho thấy rằng là trong khoảng 6 cái cuộc thăm dò toàn quốc mà của những cái cơ quan thăm dò mà gọi là uy tín đó, thì trong 6 cái cuộc thăm dò đó có tới 4 cái cuộc thăm dò cho thấy đó nó vượt qua cái ngưỡng 50% rồi, còn 2 cái cuộc thăm dò kia đó nó vào khoảng 49%, nhưng mà cái ủng hộ là 49%, thì cái mà chống đối đó cũng chỉ có 46% thôi, có nghĩa là cái mức ủng hộ vẫn cao hơn. Đó là mình vấn đề gọi là điều tra. Còn cái vấn đề về mà impeach đó, có nghĩa là thực sự mà luận tội tổng thống đó, thì bây giờ nó nằm ở vào khoảng 45-46%, nó chưa có vượt qua cái ngưỡng 50%. Nhưng mà nếu so với cái thời của tổng thống Bill Clinton hay là của tổng thống Nixon trước đó, thì cái ngưỡng này cũng đã cao lắm rồi. Còn hồi xưa đó, cái thời mà Nixon với lại Bill Clinton cũng chỉ có khoảng 30% ủng hộ thôi. Vậy mà mấy vị tổng thống đó cũng đã trả giá cho những cái hành động sai trái của mình rồi. Mà cái hành động sai trái của Bill Clinton thì chỉ là một lần nói dối trước quốc hội thôi. Nixon thì yes, nó nặng hơn nhiều. Nhưng mà so với những điều mà Donald Trump bây giờ bán đứng cái an ninh quốc gia cho nước ngoài thì Donald Trump nặng hơn nhiều đi nữa. Cho tới giờ phút này, nghĩa là mình biết vừa là cái thăm dò mà vừa là cái bản chất của cái sự vi phạm đó, Donald Trump đáng bị impeach hơn mấy ông trước rất là nhiều. Mình chờ xem như thế nào. Còn cái vấn đề là nếu mà vào cái thực sự đó, thì mình cứ chờ xem, là tại vì chỉ trong có 2 tuần thôi mà từ cái con số ủng hộ đó chỉ nằm ở cái khoảng 30-mấy% thôi, mà bây giờ nó vượt lên con số trong vòng có 2 tuần mà nó lên 10-mấy điểm, mà chúng ta
để xem tới những cái bước kế tiếp nó sẽ như thế nào. Và ngay bây giờ trong lúc mà anh em chúng ta đang nói chuyện về cái chuyện luận tội Donald Trump đó, thì một cái phái đoàn khác mà do Bill Barr cầm đầu đang đi vòng vòng chung quanh thế giới, quý thính giả theo dõi cái thông tin đó. Nhất là tôi càng về sau này tôi quý mấy vị thính giả mà gọi là mà đóng góp ở trong cái chương trình đó, trong cái những cái bình luận đó, những cái sự đóng góp của quý thính giả không phải là chỉ nói là tôi không phải là vì là đồng ý hay là bất đồng ý, nhưng mà cái chiều sâu quý thính giả không có nói là đồng ý hay là bất đồng ý gì hết đó, chỉ có một vài thính giả đó chỉ là làm những cái research rồi đưa những cái research đó lên khiến cho những cái người khác đọc người ta vỡ vấn đề ra rất nhiều. Thì cái đó là cái điều mà tôi rất là cảm kích, là tại vì mình không có nói là đồng ý hay không đồng ý với nhau, mà mình chỉ nói rằng là mình đưa cái dữ kiện lên đó, thì dựa trên cái dữ kiện đó mình report. Còn cái chuyện mà thính giả quyết định như thế nào thì thính giả sẽ decide, thính giả sẽ quyết định mà. Thăm dò là như thế, nhưng mà cái chuyện mà đi sâu vào những cái nguồn tin để cho những cái nguồn tin nó bây giờ nó make sense, nó có ý nghĩa đó, cái điều đó quý vô cùng. Tôi thỉnh thoảng tôi có giờ tôi đọc đó, thì những cái tường trình của quý thính giả ở trên cái chỗ cái comments đó, hoàn toàn không có nói gì về chương trình hết, mà chỉ nói rằng là đây cái chuyện xảy ra ở bên Syria thì là như thế này, xảy ra ở bên Trung Đông là như thế này, và đây là những cái hành động của các phía. Những cái đó vô cùng gọi là rất là hữu ích cho chúng ta, khi mà chúng ta đọc thì chúng ta sẽ nhìn cái vấn đề nó rõ hơn. Trở lại với Lê con. Vâng, thưa với luật sư Duy, như vậy thì bên cạnh đó Lê Ngọc còn thấy có một cái bản tin của tờ The Vox nữa, thưa với luật sư Duy, thì lại có đưa ra một cái báo cáo từ Ủy ban Thượng viện do GOP dẫn đầu, là do bên phía Đảng Cộng Hòa, thì đã nêu rõ một cái điều hiển nhiên là nước Nga đã ủng hộ Tổng thống Donald Trump năm 2016. Thì không biết là luật sư Duyên có ghi nhận cái bản tin này của tờ The Vox để mà có thể tường trình chi tiết đến hơn cho quý vị thính giả, thưa luật sư Duyên. Thứ nhất đó là cái chúng ta biết là Thượng viện họ có Thượng viện, cái ủy ban tình báo Thượng viện đó luôn luôn cứ khoảng một cái khoảng thời gian nào đó họ lại viết những cái report. Thì từ tháng 7 tới bây giờ đó họ đưa ra tất cả là ba cái bản báo cáo. Mà nếu mà chúng ta nhớ lại cái tin của những lần trước đó, thì cái bản báo cáo đầu tiên nó ra vào hồi tháng 7 của năm này nè, thì họ nói rằng là nghe tình báo Nga đó tấn công vào những cái hệ thống những cái hệ thống, thứ nhất là bầu cử của tiểu bang nè, rồi nói là nghĩa là phá hoại bầu cử của các tiểu bang như thế nào, rồi gieo những cái discord đó, tức là họ lợi dụng, chẳng hạn như người Mỹ thì hay có vấn đề màu da, có vấn đề tôn giáo, rồi có cái vấn đề cái phái tính nam nữ rồi đó, đồng tính rồi đó, thì họ cứ tiếp tục, họ nói thì cái bản hôm tháng 7 đó nói là kinh hoàng lắm, tức là Nga họ có một cái mạng lưới về chiến tranh mạng gọi là rộng khắp đó, để họ gieo khiến cho những cái nhóm ở Mỹ mà da trắng da màu rồi chỏi nhau này nọ kia, thì đó là cái bản thứ nhất. Rồi cái bản báo cáo thứ hai đi ra sau đó thì nói có tính cách nữa là nghiêm trọng hơn, ngoài cái chuyện là chính trị social media rồi này nọ đó, thì nói rằng là Nga có cái khả năng mà có thể là họ tấn công vô những cái mạng điện nước an toàn này nọ của Mỹ. Nếu mà xảy ra một cái điều gì thì họ sẽ tấn công làm tê liệt cái hệ thống của Mỹ mà. Còn bây giờ thì cái bản báo cáo thứ ba lần này là cái bản báo cáo thứ ba mà liên quan tới cái vấn đề đó đó, mới ra ngày hôm qua thôi, thì nói rằng là rõ ràng họ có, đây là mà cái bản báo cáo này là do Thượng viện, mà Thượng viện bây giờ là Đảng Cộng Hòa đang nắm trong tay có nghĩa là họ đưa ra đây là một cái bản báo cáo mà cả Cộng Hòa với Dân Chủ đều nhìn thấy giống nhau thì mới đưa ra. Mà thì nói rằng là Nga đã gọi là làm tất cả những cái nỗ lực của họ trong cái cuộc bầu cử 2020 đó để mà ủng hộ cho Donald Trump và
làm hại Hillary Clinton. Thì cái bản báo cáo đó mà đưa ra cái kiểu đó thì chắc là ông Tổng thống Donald Trump ông không có vui. Tổng thống Donald Trump thì cứ nghĩ rằng là mình thắng là tại vì mình thắng thôi, chứ không có cái thế lực ngoại bang, không có ai giúp mình, không có ai hại Hillary hết đó. Nhưng mà bây giờ cái bản báo cáo của Thượng viện mà do Cộng hòa kiểm soát mà họ nói như vậy, thì tự cái bản báo cáo đó nó đưa cho mình một cái hình ảnh rồi. Nhưng mà bên cạnh cái bản báo cáo mà Lệ Ngọc mới nói rằng là Nga, cái là của tình báo Thượng viện đưa ra đó, cho biết rằng là Nga ủng hộ Trump năm 2016 đó, nó có một cái bản báo cáo khác, mà cái này không phải là bản báo cáo nữa, mà là cái thông tin đó, tờ New York Times đó, nó viết, họ tờ New York Times viết về một cái đơn vị bí mật của Nga, đơn vị tình báo của Nga đó, mà cái mục đích chính của cái đơn vị tình báo này đó là để quấy rối, làm xáo trộn Âu Châu, để phá nát châu Âu ra. Mà thì cái nguồn tin cho biết đó, cái đơn vị này đó, nó là chúng ta biết mà, cái cơ quan mà gọi là chiến tranh mà về tâm lý với lại chiến tranh mạng của Nga đó, nó nằm dưới có một cái cơ quan lớn thôi, nó tên là GRU đó. Thì cái cơ quan đó là cái cơ quan mà họ đưa ra những cái mặt trận mà để mà lũng đoạn các cái quốc gia khác, không phải là bằng vũ khí, không phải là bằng súng đạn, mà bằng những cái loại vũ khí khác đó. Thì trong đó đó chúng ta thấy là người ta quan sát đó, người ta nói là những cái chuyện mà xảy ra, chẳng hạn như vận động nổi loạn ở Moldova, rồi lật đổ cái cuộc đảo chính thất bại ở Montenegro, hoặc là ám sát điệp viên Nga tại Anh đó, thì tất cả những cái đó nó liên quan tới một cái đơn vị đặc nhiệm bí mật của trong GRU đó. Thì đó là cái đơn vị đó là 29155 đó. Thì bây giờ người ta có đủ cái bằng cớ, người ta thấy là cái đơn vị 29155 đó họ tuyển người, rồi họ mới cho họ tấn công, mà gọi là một cuộc tấn công hỗn hợp đó. Họ dùng cái chữ là hybrid, giống như mình lái xe mà hybrid, mà mình chạy vừa xăng vừa điện đó. Thì họ làm một cái hybrid warfare, trong đó nó có tuyên truyền trong đó, rồi nó có tấn công mạng, rồi nó tung tin giả mạo, thậm chí nó có vận cả một cái những cái điều động quân sự nữa, để cho những cái lực lượng chống đối mà họ bơm cái vũ khí đó, và ngay cả mướn cả lính đánh thuê của Nga đó, những cái người mercenaries đó, để mà gửi qua những cái vùng mà nóng bỏng để mà chiến đấu cho Nga, mặc dù là không có chính thức là thuộc quân đội Nga. Thì trong cái GRU đó có nhiều đơn vị lắm, chẳng hạn như cái đơn vị 26165 hoặc là 74455 đó, là hai cái đơn vị đó đặc biệt là chỉ tấn công bầu cử của Mỹ thôi, 26165 và 74455. Còn cái đơn vị mà 29155 đó là nó đánh rộng khắp hơn. Thành ra mình nghe như vậy thì hỏi rằng là chúng ta có lo ngại hay không? Đương nhiên là chúng ta lo ngại, nhưng mà tôi cũng phải nói luôn để mà chúng mình gọi là mình khi mình đã nói, muốn nói tới tận cùng mà, để quý thính giả hiểu là Mỹ chúng ta có làm vậy hay không. Câu trả lời là yes, Mỹ cũng có những đơn vị như vậy, mà Mỹ cũng gửi tất cả những cái đơn vị của mình lên toàn thế giới. Hỏi là Mỹ có lũng đoạn những cái hệ thống chính trị của các quốc gia khác hay không? Yes, Mỹ cũng có làm y hệt như vậy. Sở dĩ mà Mỹ với Nga, tức là tất cả những cái hệ thống tình báo của cái thế giới này đó, họ, cái suy nghĩ họ rất là giống nhau. Mỹ cũng làm, Nga cũng làm. Hỏi là Trung Quốc có làm không? Yes, Trung Quốc còn làm bạo hơn ai hết thảy nữa. Rồi hỏi Do Thái có làm không? Yes, Do Thái cũng có làm. Do Thái cũng gửi tình báo qua bên Mỹ, cũng quậy, cũng cố gắng mà quậy nữa. Cho nên họ thu thập những cái thông tin, và tới một cái lúc nào mà họ cần đó thì họ làm thôi. Chỉ có một cái điều sở dĩ mà nó cái khác biệt mà khiến cho nước Mỹ mà trước thời Donald Trump đó được thế giới tin cậy, là bởi vì Mỹ dùng cái tình báo của mình để mà có cái leadership, có một cái lãnh đạo, mà cái lãnh đạo đó là để cho một cái thế giới nó có trật tự, để cho một cái thế giới nó bớt đấu đá, nó bớt chiến tranh đi. Thì đó là cái mục đích của Mỹ khi mà làm những cái thu thập những cái tin tình báo, hay là có những cái hoạt động tình báo, thì
thì vì cái mục đích đó. Còn Nga với Tàu đó thì muốn là cái cũng những cái hành động tương tự như vậy, nhưng mà muốn cho cái thế giới nó loạn. Cho nên sau khi mà tôi phân tích như vậy để mà quý thính giả hiểu rằng là cả thế giới đó họ cũng không có tin Nga, họ cũng không có tin Mỹ đâu, nhưng mà ít ra trước cái thời Donald Trump đó, vì cái trật tự thế giới mà do Mỹ đặt ra, vì Mỹ khi đã ngồi xuống bàn họp đó thì tôn trọng, đã ký rồi thì tôn trọng, không có rút ra rút vào cái kiểu bừa bãi đó, nó làm cho người ta nhìn ở Mỹ, người ta nói là yes, ông nào cũng muốn ảnh hưởng thế giới đó, nhưng mà tôi tin vào cái ý định, cái intent của nước Mỹ đó, nó làm cho cái thế giới này nó có trật tự. Nhưng mà tất cả những cái sự tin tưởng đó từ năm 2017 tới nay, từ 20 tháng Giêng năm 2017 tới nay, từ từ nó bị soi mòn là tại vì ngay bây giờ chúng ta đang có một tổng thống mà cái cách làm việc nó cũng hỗn loạn, cái gì cũng America first, cái gì cũng America only, và bắt chước Putin đủ thứ đó, mà nó còn tệ hơn nữa, có nghĩa là bị Putin khống chế nữa. Mà mình thấy nó rõ như vậy để mình hiểu rằng là cái bất kỳ khi mà mình có một cái power trong tay đó, mình mà mình làm đó, cái niềm tin, cái đó mới là đáng kể. Làm thì ai cũng làm giống nhau thôi, nhưng mà cái thế giới này nó tin vào cái điều gì. Thì đã một thời nước Mỹ là đại diện, là cái điểm mà cả thế giới dựa vào để mình nhìn đó, để mà mình bám víu vào cái niềm tin đó. Mà bây giờ Donald Trump phá banh hết trơn, không có, bây giờ nói tới nước Mỹ, bây giờ nói hỏi giữa Mỹ với Trung Quốc, ngay bây giờ chúng ta thấy có một cái điều rất là kỳ lạ là Trung Quốc đang copy gì những cái gì của Mỹ, mà chính vì Mỹ mình tự phá hoại mình mà, cho nên Trung Quốc bây giờ đang đe dọa cái sức mạnh của Mỹ, đe dọa khắp mọi nơi. Cái đó gọi là Death by China, chứ không phải là Death by China theo cái kiểu cuốn sách rẻ tiền của Peter Navarro. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, luật sư Duyên nhắc đến tên của ông Putin, tổng thống của nước Nga, làm Lê Ngọc nhớ có một cái bản tin, mà cái tin này nó cũng chúng ta cũng nghĩ nó là một cái tin chuyển mục, nó vui, nhưng mà đôi khi nó vui nó cũng có cái sự mỉa mai nữa, thưa quý vị, và cũng có một cái sự nghi ngờ trong đó nữa. Thì trong một cái buổi họp báo ngày đầu tuần vừa mới qua đây thôi, ngày 7 tháng 10, thì tổng thống Donald Trump khi mà ông mở đầu cái cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc để mà đánh dấu một cái việc ký kết được thỏa thuận thương mại giữa hai nước mà là Mỹ và Nhật nha, thưa quý vị, thì Tổng thống Donald Trump ông đã nhắc tới Thủ tướng của Nhật Bản, đó là ông Shinzo Abe, và cái thỏa thuận thương mại, đây là một cái thỏa thuận thương mại về kỹ thuật số giữa Mỹ và Nhật Bản mới đạt được, đó là một cái thành công rất là lớn của hai nước. Thì nguyên văn mà Tổng thống Donald Trump ông nói với giới báo chí là ông muốn bắt đầu bằng việc là chúc người bạn rất thân của ông, Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật Bản, có một sinh nhật rất là hạnh phúc. Và hôm nay ông Abe 39 tuổi, và khiến cho tất cả mọi người ở ngay tại Tòa Bạch Ốc, ở ngay Vườn Hồng, thưa quý vị, đều cười vui lên. Và Tổng thống còn nói rằng vì vậy xin gửi lời chúc đến Thủ tướng, một ông Thủ tướng tuyệt vời. Nhưng mà thưa quý vị, trong cái nụ cười của những người trong đám đông đó đó, thì thưa quý vị, họ đầy dẫy những cái sự mà Lệ Ngọc vừa mới gửi đến cho quý vị, cái cảm nhận là vừa chọc quê, vừa nghi ngờ, và ngay cả vừa mỉa mai nữa. Vì thật sự, Thủ tướng Shinzo Abe, ông đã bước sang tuổi 65 mà vào ngày 21 tháng 9, chứ không phải vào ngày 7 tháng 10. Thành thử trong khi mà những bình luận của Tổng thống Donald Trump về tuổi của ông Abe thì chúng ta đều cho rằng đây là một cái cuộc nói đùa, chúc ông Abe trẻ như là 39 mà thôi. Nhưng có một cái điều mà người ta nói đến, tại sao trong đầu óc của Tổng thống Donald Trump lại chọn cái ngày 7 tháng 10 để đưa ra cái lời chúc sinh nhật? Vì ngày 7 tháng 10 quý vị biết là ngày sinh nhật của ai hay không? Đó chính là của ông Putin, Tổng thống của nước Nga, kỷ niệm sinh nhật lần thứ 67 tuổi của ông ở ngay tại vùng núi của Siberia. Do đó người ta đang nói đến cái suy nghĩ mà đáng nói nhiều nhất là cái quan hệ khác thường giữa Tổng thống Donald Trump
và ông Putin. Thì không biết là luật sư Duyên, khi mà Lệ Ngọc gửi đến cái bản tin chuyển mục này, thì luật sư Duyên, cái cảm nhận của luật sư Duyên ở cái khía cạnh nào mà Lệ Ngọc vừa mới gửi đến, thưa luật sư Duyên? Thứ nhất là trong cái ngày 10 tháng 7, cái ngày 7 tháng 10 là sinh nhật của Putin đó, người ta ghi nhận là gần như là những cái lời chúc mừng sinh nhật đó, nó đi đến từ nhiều nước, mà đặc biệt là nước Mỹ mình không có cái nước Mỹ đó không, từ tòa Bạch Ốc của mình đó, không có một cái official, không có một cái lời chúc mừng mà chính thức. Thành ra cái việc mà bây giờ có lẽ là trong cái bối cảnh mà người ta đang, lòng dân đang nghi ngờ về cái chuyện mà Nga với lại Mỹ đó đã có những cái nghĩa là Nga đang nắm thóp Mỹ, đang nắm thóp ông tổng thống mình đó, thành ra chắc có một lời khuyên là dè dặt là đừng có chúc mừng sinh nhật nha. Nhưng mà bây giờ tổng thống nói rằng là không chúc mừng sinh nhật thì cũng bị hơi kẹt, thành ra là lợi mượn cái chuyện mà ở bên Nhật đó nói là chúc mừng ông Shinzo Abe để mà bằng một cái ngõ nào đó để mà đánh, nghĩa là đánh cái tín hiệu qua cho ông giáo chủ là nói như thế, tại vì bị cấm chứ còn nô tài không có quên đâu đó mà. Thì đó là một cái cách giải thích. Nó cũng giống như là cái lần mà Putin đắc cử, mình biết cái cuộc bầu cử là gian lận đủ thứ hết á, rồi bắt giam đối thủ này nọ kia. Nhưng mà khi mà Putin đắc cử thì tòa Bạch Ốc đã nói rồi, đã ra lệnh, đã kềm tổng thống rồi, nó là đừng có chúc mừng. Nhưng mà tòa Bạch Ốc có muốn kềm gì kềm, lúc đó ông tướng John Kelly ông có cản gì cản, tổng thống vẫn gửi lời chúc mừng. Còn cái lần này thì người ta kềm lắm, nói không được thì cũng phải sử dụng qua cái chuyện mà cái sinh nhật của ông thủ tướng Nhật, mà thật sự không phải là ngày sinh nhật của ông thủ tướng Nhật. Tổng thống đùa nhưng mà tổng thống vẫn gửi cái lời chúc mừng đến Putin là chúc mừng sinh nhật. Và nhất là Putin á hay tự hào về cái trẻ của mình á, ai mà mình là tổng thống của một quốc gia, chụp cái hình đó, chụp những cái hình như là cưỡi ngựa rồi ở trần này nọ kia để mà show cái tuổi trẻ của mình. Có những người họ bị ám ảnh về cái tuổi trẻ của họ, họ bị ám ảnh về cái thân thể của họ đó, thành ra họ sẵn sàng họ làm những cái điều rùi bu như vậy đó. Thì mình mới biết rằng là cái chuyện mà mình đùa với nhau, mà chẳng hạn chúc nhau nữa là chúc ông 39 tuổi, biết là già mẹ nó rồi, nhưng mà nói 39 tuổi là nói đùa với nhau. Thì tổng thống đã gửi một cái lời đùa như vậy để cho thấy rằng là cái sự trung thành của nô tài với giáo chủ thì vẫn còn nguyên vẹn đó. Nhưng mà nó có cái tường trình của cái chia sẻ của Lê Ngọc đó, anh Duyên thấy nó cũng có một cái vui vui là khi mà mình cứ tưởng tượng như vậy nè, bây giờ vào cái ngày sinh nhật của Putin đó mà tổng thống Trump công khai chúc mừng đó thì cũng bị chỉ trích, mà tổng thống né không chúc mừng đó thì cũng sẽ bị chỉ trích. Có nghĩa là damn it you do mà damn it you don't đó. Khi mà người ta đã kết cái suy nghĩ đó rồi thì tất cả thế giới đều chúc mừng hết, mà nước Mỹ không chúc mừng người ta cũng nói, mà nếu mà nước Mỹ mà gửi điện chúc mừng thì người ta cũng nói mà. Cho nên khi mà có những cái sự thực mà nó rõ ràng rồi đó thì mình muốn giấu cái kiểu nào đó người ta cũng có cũng đưa tới cái kết luận à. Đệ Ngọc có nhớ cái vụ mà ông Osama Bin Laden đó, cái tay khủng bố Osama Bin Laden đó, ở trong một cái compound, ở trong một cái biệt thự như vậy, mà gọi là một cái nơi mà chứa bao nhiêu gọi là người ta để ý tình báo mà nó thăm dò tới đó đó, thì nó để ý cái gì? Nó để ý, ủa tại sao mà những cái người ở trong nhà đó mà không có đường dây điện thoại, không có cái internet, không có bất kỳ một cái điều gì cả. Quý tín giả thấy không? Mình nếu thứ nhất mà nếu mà Obama Osama Bin Laden đó, nếu mà Bin Laden mà xài những cái điện thoại giống như mình rồi cũng internet giống như mình đó thì chắc chắn sẽ bị khám phá. Còn lần này bây giờ sợ quá đến mức độ không xài gì cả thì cũng bị khám phá vì cái kỳ dị đó. Cho nên tương tự như vậy,
tổng thống mà nói ra thì người ta cũng khám phá, mà tổng thống sợ quá rụt lại người ta cũng khám phá, là bởi vì người ta biết rõ tổng thống là Osama Bin Laden. Bin Laden là người khủng bố, còn tổng thống là nô tài. Khi người ta đã có những cái kết luận như vậy rồi đó, cái bất kỳ cái cử động nào từ một cái góc nhìn nào người ta cũng phê phán là ô tay đó là khủng bố còn tay này là nô tài, cái kết luận nó sẽ dẫn tới như thế mà thôi. Trở lại với Liên Hợp. Dạ vâng, thưa với lại quý vị, khi mà mỗi đưa một cái bản tin thì làm Lệ Ngọc lại nhớ lên một cái sự kiện này, thưa với luật sư Duyên, là quý vị còn nhớ là Tổng thống Donald Trump hồi trước đây vào năm 2018, hồi tháng 8, thì ông đã ký thông qua một cái đạo luật, và cái đạo luật này đó là ủy quyền cho Quốc phòng 2016, họ đặt một cái tên tắt là NDAA. Trong đó thì cái đạo luật này nêu rõ là tạm dừng cấp ngân sách cho việc thực thi một cái hiệp ước, mà cái hiệp ước này là hiệp ước Open Sky, tức là hiệp ước bầu trời mở với lại nước Nga. Nhưng mà mới đây nhất thì thưa với luật sư Duyên, thì hiện nay Tổng thống Donald Trump ông vừa mới nói đến cái việc là có thể là mở trở lại cái Open Sky này. Luật sư Duyên có thể phân tích, bình luận về cho quý vị thính giả biết thật sự cái hiệp ước bầu trời mở là gì, và khi nói đến cái hiệp ước này nó sẽ có lợi cho nước Mỹ hay là nó lại tạo ra một cái hại về vấn đề an ninh của nước Mỹ đối với lại nước Nga trước tiên và đối với thế giới, thưa luật sư Duyên? Cái thỏa ước mà Open Skies á, tức là những cái bầu trời mở đó, thực sự đó là một cái thỏa ước mà nó được thai nghén từ lâu lắm rồi, từ cái thời chiến tranh lạnh lận, tức là từ cái thời mà ông tổng thống Eisenhower lận. Tóm lại là như vậy nè, là lúc đó hai cái siêu cường về vũ khí lúc đó Trung Quốc chưa có trồi lên, thì chỉ có bên Xô Viết, tức là bên Nga, với lại bên phía bên mình thế giới tự do là Mỹ. Mà vì cái sự mà gọi là lúc đó đó, cái ông Xô Viết, tức là lãnh đạo bởi Nga đó, họ có một cái khuynh hướng là họ dùng cái quân lực rồi họ mới trấn áp các nước khác, ép các nước khác đó vào cái liên bang Xô Viết. Họ copy cái liên bang của Hoa Kỳ của mình mà, nhưng mà 50 tiểu bang của mình đó là mình tự nguyện mình gia nhập liên bang để nó trở thành ra một nước là liên bang Hoa Kỳ. Còn mấy cái nước bên Xô Viết đó, cái liên bang Xô Viết là được bị ép buộc vì súng đạn, vì vũ khí mà. Cho nên cái nỗ lực của ông Eisenhower lúc đó là, lúc đó mà chúng ta chưa có cái kỹ thuật vệ tinh giống như ngày hôm nay. Thành ra muốn biết rằng là liệu cái sự mà build up về vũ khí đó là bên phía bên Nga, họ có làm bom nguyên tử, họ có thử những cái hỏa tiễn gì mà nó kinh hoàng. Thứ nhất là nó nguy hiểm cho an ninh của chính Hoa Kỳ, và đồng thời nó nguy hiểm cho an ninh của thế giới, là tại vì những cái nước trong liên bang Xô Viết lúc đó gồm có Ukraine rồi mấy nước như là Kazakhstan này nọ vân vân đó, thì họ không có họ không có cái phương tiện nào để mà kiểm soát coi là Nga họ bành trướng vũ khí tới đâu và cái đe dọa tới mức nào. Cho nên ông Eisenhower ông đã gợi ý là Nga với Mỹ và khoảng các nước Âu Châu đó, trong khoảng có mấy chục nước đó, là đồng ý là cho những cái máy bay thăm dò đó được quyền tự do bay, thí dụ trước khi đi thăm dò phải báo với nhau như thế nào, để bay trong những cái bầu trời mở như vậy. Đó là một cái nỗ lực hòa bình, giống như là tôi cho ông dò thám tôi thì ông cũng cho tôi dò thám ngược lại mà. Thì cái hiệp ước bầu trời mở nó thai nghén từ cái thời đó, nhưng mà đàm phán hoài cũng không bao giờ được cái đó. Rồi mãi cho tới năm 1989 là cái thời tổng thống Reagan thì mới bắt đầu đó, tổng thống đâu lúc đó ông Reagan đã xuống rồi, cái thời tổng thống của ông Bush cha đó, thì người ta lại bắt đầu người ta gợi ý cái điểm đó. Lúc này thì lúc mà Nga bắt đầu lo sợ với cái sức mạnh của Mỹ, thành ra Nga cũng cũng muốn vào mà. Nhưng mà mãi cho tới năm 2002, tức là khoảng 16 năm trước, năm 2002 đó, thì Nga, Mỹ và trong đó có 34 nước khác ở Âu Châu đó mới ký cái thỏa ước Open Skies, cái là bầu trời mở đó. Thì khi mà
ký cái thỏa ước đó, thì chẳng hạn như Mỹ đi, Mỹ đồng ý cho Nga có những cái chuyến bay gọi là để mà kiểm soát. Trong những cái chiếc chuyến bay kiểm soát đó là phi công của Nga lái, nhưng mà phi công của Mỹ ngồi trên những cái chiếc máy bay của Nga, thì họ mới bay băng ngang qua nước Mỹ. Ngay cả cái Area 51 mà anh Duyên với Lê Ngọc chia sẻ hôm nọ đó, là những cái căn cứ mà bí mật như vậy đó, thì máy bay nó cũng được quyền bay qua, dĩ nhiên không có được quyền chụp hình, không có được quyền gì thôi, nhưng mà những cái máy bay đó không có mang vũ khí, không có tấn công được và cũng không có thu hình gì được hết đó, nhưng mà chỉ quan sát để mà xem coi là cái nước đó đó có làm những cái gì mà gọi là vi phạm những cái thỏa ước khác trên thế giới, như là về mặt hỏa tiễn, về mặt bom đạn này nọ hay không. Thì đó là cái mà cái điều mà từ năm 2002 Mỹ được quyền bay qua bay dọc nước Nga, và Nga cũng được quyền bay dọc nước Mỹ. Và từ năm 2002 tới bây giờ đó, thì Mỹ bay đâu khoảng 100+ lần qua nước Nga rồi, thì Nga cũng bay ngược lại khoảng 70+ trên nước Mỹ. Và đồng thời, sở dĩ mà người ta cần làm như điều như vậy đó là tại vì những các nước Âu Châu khác, và trong đó có Ukraine nào nọ đó, họ không có khả năng, thì họ nhờ những cái tin tình báo đó để mà họ hiểu được là họ có bị đe dọa một cách nghiêm trọng hay không. Mà sở dĩ Nga đồng ý mà ký đó là chỉ vì Nga sợ Mỹ, nói thẳng như vậy. Thì cái hiệp ước đó nó đi từ năm 2002 cho tới năm 2019, và theo những lượng định của những chuyên gia mà hiểu việc đó, họ ủng hộ cái này đó, họ nói rằng là rất có lợi cho tình báo Mỹ, là tại vì mặc dù là có Mỹ có cái hệ thống vệ tinh ở trên cao, nhưng mà hệ thống vệ tinh ở trên cao không thể nào mà nhìn sát giống như là khi mà chúng ta bay qua, tại vì những cái chuyến bay này đó nó bay ở một cái độ cao mà khi nhìn xuống đó có thể thấy là cái nào là chiếc xe tăng và cái nào là chiếc xe vận tải, chiếc xe truck thông thường đó, nó phân biệt được như vậy nữa, thì nó sẽ cho biết rằng là nếu một bên nào mà có làm một cái gì mà quá đáng đó, thì mình kiểm soát được mà. Cho nên theo những cái người mà chuyên viên mà hiểu về cái thỏa ước này đó, nói là từ năm 2002, từ thời ông Bush cho tới bây giờ đó, nó hoàn toàn nó vô cùng rất có lợi cho tình báo Mỹ. Thành ra cái việc mà tự nhiên Nga không có complain, Nga không có muốn rút ra gì hết đó, mà tự nhiên tổng thống của mình lại lên tiếng nói rằng là muốn rút ra khỏi cái thỏa ước Open Skies đó, khiến cho một cái ông cựu đại sứ của Mỹ ở bên Nga đó, là cái ông McFaul đó, ông nói rằng là ông tuyết ra liền, ông nói thiệt không vậy, làm ơn nói với tôi cái này không thiệt đi, nhưng mà hình như là nó thiệt rồi đó. Vậy thì cái việc mà người ta nói rằng là một lần nữa tự nhiên AW không có tham khảo với ai hết đó, Donald Trump tự nhiên có một cái ý kiến mà tặng một cái món quà cho Nga, thì chúng ta biết là Donald Trump lên làm tổng thống mới có 3 năm nè. Những cái tường trình về an ninh quốc gia đó, Trump còn không có để ý, không có lọt vô lỗ tai mình nữa. Vậy thì những cái thỏa ước như thế này, tại sao Trump lại để ý tới và không bàn thảo với ai nữa, tự nhiên muốn rút ra khỏi cái thỏa ước này? Thì người ta ngờ rằng là có một cái tín hiệu nào đó từ bên Nga. Chúng ta nên nhớ là cho tới giờ phút này, những cái chuyện gì mà xảy ra trên thế giới này đó đều là xảy ra, nó rất là hợp ý, nó rất là hợp cái đường hướng, cái định hướng của Nga. Nga định hướng là Âu Châu phải bị phá vỡ. Nga còn đưa những cái đơn vị đặc nhiệm của mình để phá vỡ Âu Châu đó. Thì Trump phá vỡ Âu Châu, Trump tấn công NATO, Trump tấn công Canada, Trump nhượng bộ ở Venezuela, Trump rút binh ra khỏi Syria. Tất cả những cái đó nó nằm ở trong một cái chiến lược lâu dài của Putin. Vậy thì cái việc mà bây giờ Trump muốn rút ra khỏi cái thỏa ước Open Skies đó, tự nhiên người ta thêm một lần giật mình nữa. Mới ngày hôm trước cái chuyện Syria còn đang hỗn loạn, bây giờ ngay cả những người Cộng hòa đang chống Trump cái việc mà rút quân khỏi Syria, thì bây giờ là cái tin nó rò rỉ ra nữa là tổng thống muốn rút ra khỏi cái thỏa ước Open Skies. Mà nếu mà tổng thống mà rút ra khỏi cái thỏa ước Open Skies đó, thì coi như là một cái ngõ tình báo của Mỹ nó bị chặt bớt đi. Mà cái lý luận nó vui lắm,
lý luận đó của cái ông mà nhân viên của Trump mà ủng hộ cái chuyện này đó, không có nói cái gì khác hơn ngoài cái chuyện tiền hết đó, nói rằng là những cái chuyến bay như vậy nó tốn tiền lắm. Thưa quý thính giả, là ở Mỹ mà mình biết một cái chuyến bay nó chả có cái ý nghĩa gì hết đó, nội mà một cái trận football thôi đó, một trận football thôi mà chỉ cần nữa là chào cờ một cái là một khoảng một chục chiếc máy bay bay ngang cái vận động trường, mà một năm nó Mỹ bay biết bao nhiêu trên đó, trên các cái vận động trường để mà chỉ có là giải trí không, đó là đã có những cái chuyến bay rồi. Còn đây là những chuyến bay dọ thám mà trong vòng từ 2002 tới bây giờ chỉ có khoảng một trăm mấy chục phi vụ thôi, mà người ta nói là tốn tiền quá, thành ra không có muốn cho bay nữa. Thì thôi, đó cũng là một cái lời giải thích, mà ít ra cái lời giải thích này nó giúp cho mấy cái ông mà nói là tổng thống Trump tiết kiệm đó, nó là ngay cả cả cái chuyện mà bay vậy tổng thống cũng không muốn tốn tiền nữa, thôi để dành tiền nó đi đánh golf. Trở lại với Liên Ngọc. Vâng, trong những cái giây phút cuối cùng, vì ngày hôm nay cũng có quá nhiều những cái bản tin thưa với luật sư Duyên, riêng một cái bản tin mà liên quan đến vấn đề pháp lý của những người mà đồng tính hay là chuyển giới, thì cái quyết định của Tổng thống Donald Trump nó sẽ ảnh hưởng như thế nào thưa với lại luật sư Duyên? Thực sự người ta chờ cái quyết định này là người ta chờ cái ý kiến của tối cao pháp viện, thì giờ cũng chắc cũng không còn nhiều thời giờ mà. Là ngay chúng ta biết là đã có ba cái vụ kiện mà nó liên quan tới những cái người vấn những cái người đồng tính mà ở chỗ mà họ đi làm đó, thì có hai người có một cái hãng đó, thì thí dụ như là đi làm việc mà nhân viên mà nam với nữ mà cặp bồ với nhau đó thì họ ok, nhưng mà ấy mà hai người đàn ông mà cặp bồ với nhau đó thì bị đuổi. Cho nên những cái vụ kiện như vậy, hoặc là một người đó họ đã chuyển giới rồi, họ từ nữ mà họ đã chuyển qua nam rồi, bây giờ xin lỗi, từ nam họ chuyển qua nữ rồi, mà nói rằng là không, nếu mà người đó đi làm nó thì phải ăn mặc theo kiểu đàn ông chứ ăn mặc theo kiểu phụ nữ thì họ đuổi. Thành ra những cái như vậy đó, cái người mà đồng tính và những người chuyển giới đó, họ có cảm giác như là họ không có được hưởng cái đối xử công bằng như những cái người khác. Thì kiện bây giờ lên tới tối cao pháp viện, chỉ có một chỉ có chúng ta chỉ có biết một chiều là chỉ có biết một điều, cái điều đó là cái ông thẩm phán Neil Gorsuch mà do tổng thống Trump bổ nhiệm đó, thì ông này là một cái người conservative mà do tổng thống Trump bổ nhiệm lên tối cao pháp viện nữa, mà khi ông lên tiếng đó, thì người ta có một cái cảm nhận là có thể là trong những cái ngày tới, khi mà bỏ phiếu để mà đứng về phía nào đó, thì không chừng là cái ông Neil Gorsuch này ông sẽ đứng vào cái phía gọi là cấp tiến, cái phía gọi là liberal đó, ủng hộ cho những cái người đồng tính hoặc là những cái người chuyển giới. Thì chỉ có cái ý nghĩa như thế thôi. Chúng ta biết cái tin như vậy và theo dõi xem coi là những cái ngày tới, khi mà cái phán quyết sau cùng của tối cao pháp viện đưa ra đó, là gọi là chống những cái người đồng tính hay chuyển giới, hay là thực sự hiểu và support những người đồng tính và chuyển giới. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, Lê Ngọc, cảm ơn quý vị đã theo dõi những cái bản tin do anh em chúng tôi gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Một ngày thật là vui, bình an sẽ đến với quý vị thính giả và luật sư Duyên. Xin kính chào. Xin chào.